Kissing Golden Lab từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh. Xin kính chào quý vị. Chúng ta lại đồng hành với nhau trong chương trình Sống Vui phát sóng hàng tuần trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng thời điểm dịch bệnh chính là thời điểm rất nhạy cảm đối với sức khỏe của trẻ nhỏ. Bởi vì giai đoạn giãn cách thì trẻ không được ra ngoài và điều đó ảnh hưởng tới sự vận động của trẻ. Điều này khiến cho sức khỏe của trẻ suy giảm rất là nhiều và các bậc phụ huynh rất là lo lắng. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia Lê Thị Hải để giải đáp những thắc mắc của quý vị phụ huynh là làm thế nào để tăng cường sức khỏe cũng như là hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ trong thời điểm dịch bệnh hiện nay. Xin kính chào chuyên gia Lê Thị Hải. Vâng, xin chào MC Mỹ Vân. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống Vui. Trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng chuyên gia Lê Thị Hải, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu, rất dễ bị các tác nhân gây hại trong môi trường xâm nhập vào cơ thể, đặc biệt là khi tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và trẻ em lại là đối tượng chưa được tiêm vaccine. Vì vậy, trẻ rất dễ mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Để giúp trẻ tăng cường sức đề kháng, vượt qua được mùa dịch an toàn cũng như tránh tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng, các bậc cha mẹ cần phải chú ý nhiều hơn đến việc chăm sóc và đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ. Nếu rửa tay thường xuyên, đúng cách và đeo khẩu trang là cách hiệu quả để phòng chống virus gây bệnh tấn công từ bên ngoài, thì bổ sung dinh dưỡng sẽ giúp trẻ có nền tảng sức khỏe vững vàng, phòng bệnh từ bên trong. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ cần được cung cấp đầy đủ trong khẩu phần ăn hàng ngày 4 nhóm chất gồm carbon hydrate, ngũ cốc, bánh mì, chất đạm, thịt, cá, trứng, chất béo, vitamin và khoáng chất, rau, củ quả. Ngoài việc chăm sóc dinh dưỡng tốt, cha mẹ cần lưu ý giúp trẻ giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên vận động và ngủ đủ giấc để trẻ luôn khỏe mạnh và có sức đề kháng để phòng bệnh trong mùa dịch. Thưa chuyên gia, trong khoảng thời gian này thì thực sự rất là bất lợi cho tất cả mọi người, cho toàn xã hội, đặc biệt là với trẻ em. Ở đây nó không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ mà còn ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của trẻ nữa. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là những cái bệnh mà trẻ có thể dễ mắc phải ở trong cái giai đoạn này là gì và chúng ta làm thế nào để hạn chế nó ạ? Vâng, chúng ta thì ai bây giờ cũng đều biết rằng là cái ảnh hưởng của cái dịch COVID đối với tất cả mọi mặt trong xã hội của chúng ta. Và đặc biệt ở đây thì chúng ta đều biết là đối với trẻ em ấy, hay là ngay cả người lớn của chúng ta thôi, thì vận động là một cái vấn đề không thể thiếu được đối với tất cả mọi người của chúng ta. Đấy. Bởi vì chính cái sự vận động hàng ngày thì sẽ giúp cho tăng cường sức khỏe rất là nhiều, tốt nhất cả về thể chất cũng như là trí não. Thế thì chúng ta đã biết là trong cái tình trạng dịch bệnh như hiện nay thì việc các cháu không được đến trường, rồi việc các cháu không được ra ngoài vui chơi, vận động cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái tâm sinh lý cũng như là ảnh hưởng đến cái vấn đề phát triển thể chất của trẻ. Rồi thì không kể là khi ở trong nhà thì không được thông thoáng thì cái nồng độ virus vi khuẩn ở trong nhà rất là cao. Thế cho nên là cái khả năng mắc các cái bệnh về nhiễm nhiễm đường hô hấp chúng ta cũng rất là hay gặp. Thế rồi không kể đến là cái chế độ dinh dưỡng nữa, thì chế độ dinh dưỡng trong những mùa dịch này thì nhất là có những cái vùng là thực phẩm rất là khó khăn rồi, không nói làm gì rồi, nhưng mà kể cả khi có đủ thực phẩm rồi thì cứ nhiều khi là ăn nó không đúng, cái nguy cơ mà bị rối loạn tiêu hóa chúng ta hay gặp rất là nhiều. Thế chính vì vậy cho nên là cái bệnh mà chúng ta hay gặp nhất ở trẻ nhỏ trong cái giai đoạn bất kỳ giai đoạn nào cũng như là cái giai đoạn dịch bệnh này, đó là các bệnh về đường hô hấp, các bệnh về đường tiêu hóa. Và đây cũng là những cái bệnh lý mà phổ biến hay gặp ở trẻ em. Có một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là hiện nay thì với người lớn hầu như là được tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Thế nhưng mà trẻ nhỏ thì chưa. Vậy thì làm thế nào để chúng ta thứ nhất là tăng cường cái sức khỏe cho trẻ, thứ hai nữa là tăng cái hệ miễn dịch cho trẻ? Thế thì chúng ta biết là để tăng cường sức đề kháng cho trẻ thì có rất nhiều các cái biện pháp. Thế nhưng mà hàng đầu thì vẫn là chế độ dinh dưỡng. Thế thì chế độ dinh dưỡng ở đây làm sao chúng ta phải cố gắng là cân đối đầy đủ, đầu tiên về mặt năng lượng và thứ hai là đầy đủ các chất dinh dưỡng. Ở đây hàng đầu tôi nói đến là chất đạm. Chúng ta biết chất đạm hay còn gọi là protein thì đấy là một cái thành phần quan trọng để hình thành và cấu tạo kháng thể. Cái điều thứ hai, trong chế độ ăn thì em bé phải cần được cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất. Bởi vì các vitamin từ vitamin A, vitamin D, vitamin C rồi đến các vitamin nhóm B, tất cả những cái vi chất dinh dưỡng này nó đều tham gia vào cấu tạo và hình thành phát triển của hệ miễn dịch cả. Thế rồi là bổ sung những cái chất mà làm cho em bé có một cái sức đề kháng tốt như vậy và đồng thời là có một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh nữa, thì chúng ta có thể bổ sung thêm những cái sản phẩm hỗ trợ hệ tiêu hóa, mà trong đó hàng đầu phải nói đến là men vi sinh. Và thứ hai nữa là bổ sung những cái chất xơ hòa tan. Chính những cái chất xơ hòa tan này cũng có tác dụng tăng cường tiêu hóa, chống táo bón này, tăng cường hấp thu canxi. Nhưng cũng có lưu ý một điều là các bạn phải nên chọn cái loại men vi sinh chiết xuất từ những cái thành phần tự nhiên, ví dụ như chiết xuất từ kim chi Hàn Quốc. Cái thứ hai nữa là cái men vi sinh đó phải được sản xuất
xuất theo một cái công nghệ đặc biệt, ví dụ như là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đó là công nghệ Lab 5 Pro, để nó đảm bảo cái con vi khuẩn đó được sống sót hoàn toàn vào đến ruột, chứ không thì nó sẽ bị chết bởi dịch vị axit của dạ dày. Cái thứ hai nữa là để tăng cường hệ miễn dịch thì chúng ta cũng phải lựa chọn bổ sung thêm những cái dưỡng chất mà có tác dụng tăng cường sức đề kháng của cơ thể, đó là Immune Alpha. Nó có tác dụng rất tốt trong những cái trường hợp ngăn ngừa các cái tình trạng viêm đường hô hấp, ví dụ như cảm cúm, mát hơi, sổ mũi. Thế và cái thành phần thứ hai là thành phần colostrum. Thì colostrum chính là sữa non, và trong thành phần sữa non thì chứa kháng thể này, chứa các chất kháng khuẩn này, đấy, chứa lactoferrin này, rồi chứa rất nhiều các cái vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin A hàm lượng cao, vitamin C hàm lượng cao, và cái protein ở trong sữa non cũng rất là cao. Ngoài ra thì các cái vitamin và khoáng chất rất quan trọng, ví dụ như vitamin D, canxi, sắt, phốt pho, kẽm các thứ vân vân, tất cả những cái vi chất dinh dưỡng này cũng có tác dụng tăng cường sức đề kháng, mà thứ hai nữa là nó lại giúp cho trẻ cao lớn nữa. Vừa rồi thì chuyên gia có nhắc tới những dưỡng chất rất là quan trọng trong việc là tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, phải kể đến tới như là Immune Alpha này, colostrum này, canxi, vitamin D3 và MK7. Ngoài ra còn phải kết hợp với cả men vi sinh, và đặc biệt là phải có hai thành phần là probiotic và prebiotic nữa. Vậy thì làm thế nào để các bậc phụ huynh tìm được tất cả những cái dưỡng chất như thế cho con em của mình ạ? Tôi nghĩ là đó cũng là một cái câu hỏi mà rất nhiều các bậc phụ huynh của chúng ta băn khoăn hiện nay. Trước hết là về lựa chọn men vi sinh, thì cái tiêu chí đầu tiên để lựa chọn men vi sinh, thứ nhất là chúng ta phải lựa chọn men vi sinh đó có nguồn gốc từ thiên nhiên, ví dụ như là từ thực phẩm lên men, như là cái món ăn kim chi của Hàn Quốc. Bởi vì tại sao lại chọn những cái chủng đấy? Bởi vì thứ nhất là nếu mà có nguồn gốc từ tự nhiên ấy thì bổ sung cho em bé của chúng ta sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Cái điều thứ hai là cái thành phần khi mà lựa chọn men vi sinh đó, các bạn phải nhớ là phải có đủ cả hai thành phần, tức là cả probiotic tức là lợi khuẩn, và thứ hai là chất xơ hòa tan là prebiotic, và cái thứ ba là đây là bổ sung vi khuẩn sống, cho nên là cái công nghệ sản xuất cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Thì công nghệ sản xuất ở đây tôi xin nhắc lại đó là công nghệ Lab 5 Pro, và cái điều cuối cùng là chúng ta phải lựa chọn những sản phẩm được cấp giấy phép của cơ quan chức năng, không mua những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường đấy. Thế thì hiện nay thì tôi thấy là có cái sản phẩm men vi sinh được chiết xuất từ kim chi Hàn Quốc mà có chứa đầy đủ những cái tiêu chí như tôi nêu ở trên. Thế còn cái vấn đề thứ hai ở đây là chúng ta lựa chọn cái sản phẩm mà có bổ sung Immune Alpha cũng như là bổ sung colostrum, đấy là cái nhóm mà tăng cường sức đề kháng cho trẻ, và bên cạnh đó thì lại có thêm những cái dưỡng chất để giúp cho trẻ phát triển chiều cao, đó là vitamin D3, canxi nano, MK7 và một loạt các cái dưỡng chất khác như là boron, silic, mangan nữa. Thì đấy là những cái yếu tố rất là quan trọng để giúp cho trẻ phát triển chiều cao tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bộ đôi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Previtin và Golden Lab là giải pháp dinh dưỡng toàn diện giúp tăng chiều cao, tăng cường sức đề kháng, tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Với thành phần chính gồm bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7 cùng đa dạng các dưỡng chất thiết yếu khác như Immune Alpha, colostrum, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Previtin giúp trẻ tăng chiều cao, tăng cường sức đề kháng, giúp xương chắc khỏe dẻo dai, đặc biệt hỗ trợ tốt cho trẻ bị còi xương chậm lớn. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Lab chứa thành phần là các lợi khuẩn được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, được sản xuất theo công nghệ hiện đại Lab 5 Pro. Golden Lab có tác dụng hỗ trợ cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, giúp tăng cường tiêu hóa, giúp hấp thu các chất dinh dưỡng, bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Bộ đôi sản phẩm Previtin và Golden Lab là giải pháp hiệu quả giúp tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng ở trẻ nhỏ. Nên sử dụng kết hợp thường xuyên và lâu dài để đạt hiệu quả tốt nhất. Bé nhà tôi năm nay là 5 tuổi. Trong cái lúc mà dịch như thế này thì việc sinh hoạt trong gia đình nó cũng bị thay đổi rất là nhiều, dẫn đến là cái việc cháu bị biếng ăn và hấp thu các dưỡng chất kém, mà đặc biệt là canxi. Nên là cháu không được tăng chiều cao. Mình cũng rất là lo lắng và cũng tự đi mua bổ sung các dưỡng chất cho cháu. Thế nhưng mà vì là mình cho cháu sử dụng không đúng cách, cho nên là cái tình trạng của cháu nó cũng không được cải thiện nhiều lắm. Sau đó thì mình có đưa cháu đi khám bác sĩ dinh dưỡng và được các bác sĩ dinh dưỡng tư vấn phải dùng kết hợp giữa men vi sinh có nguồn gốc từ kim chi Hàn Quốc và cốm tăng sức đề kháng, tăng chiều cao, có thành phần từ Immune Alpha và colostrum, và bộ ba là canxi nano, D3 và MK7. Thì sau khi cháu sử dụng một tháng thì mình cũng đã thấy sự thay đổi. Cháu đã ăn tốt hơn, tiêu hóa cũng tốt và sức khỏe cũng tốt hơn. Mọi năm thì cứ tầm giao mùa như thế này thì cháu rất là hay bị hắt hơi sổ mũi. Thế nhưng mà năm nay thì không thấy. Và thấy biểu hiện tốt như thế thì mình cũng tiếp tục cho cháu sử dụng 3 tháng. Thì sau 3 tháng thì cháu đã thay đổi rất là rõ rệt. Không chỉ là tăng cân mà chiều cao cũng đã tăng hơn rất là nhiều. Thưa quý vị, tới đây thời lượng của chương trình Sống Vui đã hết. Quý vị và các bạn nếu như có thắc mắc, hãy vui lòng gọi điện tới số tổng đài của chúng tôi 1800
0896 55 88 89 hoặc số hotline 0896 509 509. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư về hòm thư sungkhoeacong.bacsitivan.vn. Chi tiết hơn tham khảo tại website bacsitivan.vn. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Previtin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.